Xin chào các bác, nhà em hiện tại có bán thêm đó là chài để đánh bắt cá. Đây là một chiếc chài dù chân chỉ đúc nha các bác nhé. Cái này là dài 2,5 m, nặng 2,5 kg. 2,5 m thì các bác có thể đánh nó là bung ra 5 m nhé. Cái này là chân của nó là chỉ đúc này nè. Đây các bác xem, chỉ đúc, thế nên là nó sẽ nguyên khối này, nó sẽ xỏ vào, thế nên là khi trường hợp các bác sử dụng là sẽ không sợ bị mất chì đâu nhá. Còn đây là cái dây để tay cầm các bác cuốn vào tay để khi sử dụng nó không bị văng xa mất cái chài nhá. Đây các bác xem mắt lưới của nó đây đấy, và cái sợi dù của nó đây đấy. Cái sợi dù thì thường thì nó sẽ là rất là bền, nó có thể giá trị nó đắt hơn một chút so với chài cước nha các bác nhé. Đấy đây em quay video các bác xem, người thật tuyệt thật luôn. Thì chai này thì nó cũng có nhiều trọng lượng khác nhau, loại 2,5 kg, loại 3 hơn 3 cân và loại 4 cân và loại 5 cân, tùy theo trọng lượng chai mà các bác muốn mua nhé. Thì độ bung của nó thì chắc chắn là bung tầm độ 5 m cho đến 6 m rồi, có loại nào ấy thì cùng lắm là bung 4 m thôi đấy. Đó, hiện tại thì nhà em đang bán loại chai này. Bác nào muốn mua thì cứ liên hệ em để tư vấn hoặc là thêm trực tiếp vào giỏ hàng. Xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở các video tiếp theo của nhà em.